Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia hai cái kèo Europe Bounty đến từ NinjaSwap. Thì ở trong hai kèo này thì chúng ta sẽ nhận được là kèo đầu tiên, cái round 1 của Volterra, thì chúng ta sẽ ăn chia là 200.000 cái đồng Volterra. Còn cái round 2 ở bên NinjaSwap thì chúng ta sẽ ăn chia là 30.000 cái đồng Ninja. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia cả hai cái chiến dịch này luôn. Thì kèo này là một kèo ăn chắc nhé, kèo này kèo ăn chia. Thì tất cả anh em tham gia, nếu các bạn hoàn thành đủ các cái điều kiện thì chúng ta sẽ đều nhận được token. Tuy nhiên thì kèo này sẽ cần có một số lưu ý, nên là anh em hãy xem video của mình trước khi mà chúng ta tham gia hoàn thành các cái nhiệm vụ. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau khi các bạn nhấn vào đường link thì chúng ta sẽ thấy có một cái phần là Connect ở đây, thì các bạn sẽ tiến hành kết nối với cái ví MetaMask của chúng ta. Nếu các bạn sử dụng trên điện thoại thì chúng ta phải dùng trình duyệt ở trên ví. Các bạn phải dùng trình duyệt ở trên ví MetaMask hoặc là trình duyệt ở trên ví Trust Wallet để chúng ta có thể là kết nối được. Còn nếu các bạn sử dụng Google Chrome ấy, hoặc là Cốc Cốc thì chúng ta sẽ không kết nối được đâu nhé. Rồi ok, thì đầu tiên là chúng ta sẽ kết nối này. Và như vậy là mình đã kết nối thành công với cái ví MetaMask của mình. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào cái nút X này để chúng ta tắt đi. Tiếp theo là các bạn sẽ cần phải connect với hai cái trang mạng xã hội nữa của chúng ta, đó là trang Twitter và trang Telegram. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ nhấn vào phần Connect Twitter ở phần bên này. Đó, thì các bạn sẽ tiến hành chúng ta nhập cái username Twitter của các bạn vào. Để lấy username Twitter thì đầu tiên các bạn sẽ vào cho mình trang Twitter, sau đó các bạn vào phần Profile. Phần này thì các bạn sẽ copy cho mình cái username ở đây nhé. Đấy, chúng ta sao chép và dán vào ở đây. Các bạn bỏ cái chữ A còng phía trước đi. Rồi, và sau đó các bạn nhấn vào phần Submit. Tiếp theo là chúng ta sẽ connect với Telegram. Thì ở đây các bạn sẽ nhấn vào. Thì nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái phần như thế này. Thì các bạn sẽ tiến hành đăng nhập cái Telegram của các bạn vào. Ở đây các bạn sẽ nhập cái số điện thoại mà các bạn đăng ký Telegram. Sau đó các bạn nhấn vào cái phần Sylvan này. Đấy. Bây giờ thì nó sẽ bảo ở đây là nó sẽ gửi cho các bạn một cái tin nhắn ở trong Telegram. Thì các bạn phải vào Telegram để chúng ta xác nhận. Thì bây giờ bạn sẽ kích vào cho mình cái trang Telegram này. Đấy. Sau đó ở phần tìm kiếm, phần search phía trên ấy, các bạn gõ cho mình Telegram. Thì các bạn sẽ thấy có một cái tin nhắn được gửi về, được báo về Telegram của chúng ta ở đây. Thì nó hỏi các bạn là bạn có phải là bạn vừa kết nối với cái trang NinjaSwap hay không. Thì các bạn sẽ nhấn Confirm để chúng ta xác nhận. Thì các bạn click vào phần Confirm. Rồi, và như vậy là chúng ta đã xác minh thành công nhé. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ quay lại cái trang này. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ báo như thế này. Thì đây các bạn nhấn vào phần Acceptor. Ok, và như vậy là chúng ta đã kết nối thành công với hai cái trang Twitter và Telegram. Bây giờ thì các bạn sẽ tiến hành hoàn thành cho mình một cái nhiệm vụ đầu tiên. Đó là cái điều kiện ở đây. Đây là các cái điều kiện này. Mình có thể dịch sang tiếng Việt cho các bạn chúng ta dễ xem. Chương trình này ra mắt có thể áp dụng cho các chiến dịch của Ninja Bounty. Những người tham gia hoàn thành, những người tham gia săn tiền thưởng phải tham gia kênh tiền thưởng của chúng tôi để biết thông tin. Lưu ý, chỉ cho phép một tài khoản cho một IP, hồ sơ phải đầy đủ, phải kết nối Twitter và Telegram. Ok, đây là kèo này nếu mà cheat thì anh em cũng khá mất thời gian, và có thể là nó, nếu mà nó phát hiện được thì có thể ban luôn. Đấy. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào cái trang này của nó nhé. Các bạn sẽ click vào này thì nó sẽ chuyển cho chúng ta đến cái trang của Ninja Bounty cùng fan. Thì các bạn sẽ join vào cái channel này. Ok, channel chỉ mới có 899 người thôi, nên là cái tỷ lệ win của chúng ta, tỷ lệ ăn chia phần thưởng của chúng ta đang khá là cao. Rồi, sau khi bạn đã join vào kênh channel của nó rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lướt xuống phía dưới. Các bạn sẽ thấy có hai cái campaign để chúng ta có thể tham gia. Đầu tiên mình sẽ tham gia cái kèo Volterra Round 1 đã nhé. Ok, đầu tiên chúng ta nhấn vào đây các bạn tham gia này. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành hoàn thành cho mình các cái nhiệm vụ. Các bạn sẽ lướt xuống phía dưới này, chúng ta sẽ thấy các cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên đó là các bạn sẽ join vào kênh Volterra Token. Thì các bạn sẽ mở trang Telegram ra, chúng ta sẽ join vào cái kênh này. Và các bạn lưu ý, khi mà chúng ta join vào cái kênh này thì các bạn sẽ cần phải làm thêm một bước nữa, đó là nhấn vào cái phần Click here to your human. Đấy, thì nó sẽ chuyển cho các bạn đến cái trang chatbot với con Rose ở trên Telegram. Thì đây các bạn nhấn vào Start.
Sau đó nó sẽ cho các bạn một cái phép tính, thì các bạn sẽ thực hiện cái phép tính này cho mình. Ví dụ như 86 của mình là 86 trừ 64 là còn 22 đúng không? Thì chúng ta sẽ kích vào cái giá trị 22 đấy. Và như vậy là nó hiện lên cái phần Congratulations, tức là các bạn đã thành công, đã xác minh thành công. Bây giờ các bạn sẽ nhấn vào nút quay lại này, thì chúng ta sẽ thấy ở bên cái trang web này các bạn đã có thể chat được ở trong nhóm đó. Thì như vậy là chúng ta đã join vào thành công rồi. Tiếp theo các bạn sẽ quay lại làm cho mình thêm cái nhiệm vụ thứ hai. Sau khi mà các bạn join vào rồi thì các bạn sẽ nhấn quay lại, chúng ta nhấn vào cái phần là submit task. Ok, và nó hiện lên là submit successfully. Đấy, tức là chúng ta đã hoàn thành rồi đấy. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ join vào cái kênh Voitera Echo. Ok, thì các bạn cũng sẽ ở trang này là chúng ta sẽ follow trang Twitter của dự án Voitera. Ok, thì các bạn sẽ click vào follow này. Sau đó các bạn quay lại và chúng ta cũng nhấn vào phần submit talk. Tiếp theo là chúng ta sẽ retweet bài đăng ở trên trang Twitter. Thì đây các bạn sẽ click vào cái phần link ở đây. Ở đây thì nó yêu cầu chúng ta retweet này, tag thẻ ba bạn bè này, rồi kèm theo cái hashtag, ba cái hashtag này. Ok, thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần link ở đây thì nó sẽ chuyển hướng cho các bạn đến cái bài Telegram mà chúng ta cần chia sẻ. Thì các bạn thả tim này. Sau đó ở đây ấy, thì các bạn có thể là copy một trong những cái người dưới này đi, mình sẽ copy y hệt luôn. Ok, các bạn sao chép này, sau đó chúng ta quote tweet. Đấy, thì đó là cách nhanh nhất để các bạn có thể lấy ba người bạn bất kỳ nhé. Rồi, thì bây giờ ở cái phần bài này thì chưa có hashtag nên là mình sẽ cần phải copy cái hashtag này vào nữa. Ok, các bạn sẽ copy hashtag nhé. Ba cái hashtag này các bạn có thể gõ ra hoặc là chúng ta copy. Rồi, thì mình sẽ dán vào. Rồi, và như vậy là mình đã hoàn thành nhé. Sau đó mình sẽ nhấn vào phần tweet. Ok, như thế là đã xong. Tiếp theo chúng ta cũng quay lại, các bạn nhấn vào phần submit talk. Nhiệm vụ tiếp theo đó là chúng ta sẽ retweet một cái bài nữa, tag thẻ ba bạn bè kèm với cái hashtag như lúc nãy luôn. Thì các bạn sẽ mở ra cái đường link của bài này. Đó. Thì những cái bước này thì các bạn phải làm đúng trình tự nhé. Đặc biệt là những cái bước đầu tiên mà vừa join vào cái trang Ninja Swap ấy, thì các bạn lưu ý là chúng ta cần phải làm đúng trình tự. Không, nếu mà các bạn không làm cái bước đầu tiên là cái phần join Telegram của cái trang Swap Ninja ấy, thì những cái bước này làm sau thì các bạn sẽ không được tính. Đó, nên là các bạn lưu ý cho mình cái phần đấy. Rồi, thì chúng ta sẽ nhấn tiếp tục vào phần quote tweet. Và đây thì mình cũng sẽ lấy những cái bạn bè mà họ tắt thẻ đây, ba bạn thôi. Thì chúng ta sẽ sao chép này, các bạn nhấn vào phần quote tweet. Ok, ở đây các bạn dán vào ba bạn bè chưa? Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ lấy ba cái hashtag này. Đó, và các bạn dán vào. Sau đó chúng ta nhấn vào phần tweet ở phía dưới. Ok, như vậy là hoàn thành, quay lại nhấn vào submit talk. Tiếp theo là chúng ta sẽ cần retweet một cái bài nữa, bài này là bài cuối cùng nhá, cũng kèm theo cái hashtag đấy, kèm với tag thẻ ba bạn bè. Ok. Thì chúng ta sẽ mở ra này, các bạn sẽ nhấn vào phần quote tweet. Sau đó các bạn sẽ dán hashtag vào, kèm theo đó là sẽ dán với ba bạn bè nữa. Ok, thì có lẽ mình sẽ quay lại đây, mình lấy ba người này, sao chép, dán vào. Rồi, và các bạn lướt xuống, nhấn vào phần tweet. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành. Đấy, quay lại nhấn submit talk. Thì như vậy là các bạn đã hoàn thành tất cả các cái nhiệm vụ rồi. Đó, thì như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn tham gia xong cái nhiệm vụ bên này. Thì các bạn sẽ để ý cho mình một số cái lưu ý đây, mình sẽ dịch cho các bạn này. Nhiệm vụ nếu mà nó hiện lên màu như thế này, tức là nhiệm vụ không được phê duyệt. Nó hiện lên màu xanh là nhiệm vụ đã được phê duyệt và điểm được thêm vào tài khoản của bạn. Nếu mà nó hiện lên cái phần đó là status new, tình trạng mới, tức là các bạn chưa hoàn thành. Còn status pending là hiện tại nó đang trong cái quá trình xử lý. Nếu mà các bạn hoàn thành đúng thì nó sẽ hiện lên cái phần dấu tích như thế này. Còn nếu các bạn mà không hoàn thành đúng theo các bước thì nó sẽ hiện lên là status rejected, tức là nhiệm vụ các bạn bị từ chối, thì các bạn nó sẽ hiện lên như thế này, tức là các bạn sẽ không nhận được. Đó. Thì các bạn lưu ý là nếu các bạn làm đúng đủ các bước thì lát nữa sau khoảng 10 phút này thì nó sẽ hiện lên cái dấu tích màu xanh như thế này cho chúng ta, thì tức là các bạn đã hoàn thành đúng cái nhiệm vụ đó, đúng đủ cái nhiệm vụ đó. Rồi,
Và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ vào cái phần bounty ở phía trên. Các bạn tiếp tục tham gia cho chúng ta cái round 2. Làm tương tự nhé, các bạn sẽ click vào này. Sau khi mà các bạn click vào ấy, thì đây các bạn cũng sẽ làm cho mình một số cái nhiệm vụ. Chủ yếu cũng là một số cái nhiệm vụ retweet thôi. Đấy, và anh em lưu ý là những cái nhiệm vụ này ấy, thì các bạn làm được càng nhiều point thì hôm sau cái tỷ lệ ăn chia của chúng ta nó sẽ càng nhiều nhá. Thì các bạn thấy này, đó, mỗi cái nhiệm vụ thì nó sẽ có, ví dụ như join vào Ninja Swap Telegram thì sẽ được 20 point đúng không? Rồi join vào follow Ninja Swap trên Twitter được 20 point này. Đấy, thì chúng ta làm càng được nhiều point thì các bạn sẽ hôm sau chúng ta càng ăn chia được càng nhiều. Còn nếu có một số nhiệm vụ mà các bạn không muốn làm, các bạn có thể bỏ qua. Tuy nhiên thì đây toàn là nhiệm vụ retweet và nhiệm vụ join vào cái trang Twitter thôi. Nên là mình nghĩ là khá là ok, khá là dễ để anh em có thể hoàn thành. Rồi, thì bây giờ những cái nhiệm vụ này ấy, thì lúc nãy chúng ta đã làm ở bên round 1 à không. Nhiệm vụ này thì chúng ta chưa làm anh em ạ, nên là các bạn sẽ cần phải làm cho mình nhé. Ok. Rồi thì nhiệm vụ đầu tiên đó, chúng ta sẽ join vào cái community ninjaswap.app này. Rồi. Và sau khi mà các bạn join vào ấy, thì đây các bạn nó sẽ yêu cầu các bạn đó là chúng ta sẽ cần phải là say hello everyone. Đấy, tức là các bạn sẽ cần phải chat ở trong này thì chúng ta sẽ copy nhé. Copy cái text này. Sau đó các bạn dán vào nhấn enter. Rồi chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ quay lại này và các bạn sẽ nhấn vào phần submit talk. Tiếp theo là chúng ta sẽ follow trang Ninja Swap ở trên Twitter thì các bạn sẽ cũng sẽ mở cái trang Twitter của cái trang Ninja Swap ra. Các bạn nhấn follow. Đấy thì cái nhiệm vụ bên này và cái nhiệm vụ bên kia, cái round 1 và round 2 nó hoàn toàn khác nhau nhé. Ok, nên là các bạn phải hoàn thành luôn, hoàn thành cả hai bên luôn. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ retweet link tag thẻ ba bạn bè. Ok, thì với cái nhiệm vụ retweet này nó yêu cầu chúng ta tag cái thẻ giống nhau này. Ok, tag cái thẻ giống nhau nhé, nên là mình sẽ vào mình copy cái phần lúc nãy của mình luôn. Đây, các bạn sẽ có thể vào cái phần lúc nãy để chúng ta copy luôn nhé. Các bạn nên làm một cái bài trước. Đấy. Chúng ta nên làm copy một cái đoạn trước. Đây, ví dụ như mình sẽ copy một cái đoạn này trước nhé. Sao chép này ba bạn bè này. Rồi, retweet bài này đi. Quote tweet. Đấy thì chúng ta sẽ dán ba bạn bè vào. Sau đó các bạn sẽ kèm thêm cho mình cái hashtag. Sao chép hashtag dán vào. Đấy. Rồi, sau khi mà chúng ta đã sao chép hashtag cộng với dán vào rồi ấy thì các bạn sẽ copy cho mình toàn bộ cái phần này luôn để lát nữa chúng ta dán vào luôn cho nhanh. Rồi, nhấn vào phần tweet. Rồi, quay lại nhấn submit talk. Tiếp theo một cái bài nữa này. Chúng ta cũng làm tương tự thôi, thì đây các bạn nhấn vào phần quote tweet. Sau đó thì các bạn sẽ dán vào. Đó, đây thì các bạn nhấn vào phần quote tweet này. Sau đó các bạn dán cái phần mà chúng ta vừa chia sẻ vừa copy là có cả ba bạn bè và có cả ba cái hashtag luôn. Đấy, sau đó các bạn nhấn vào phần tweet và quay lại nhấn vào submit talk bình thường thôi. Đấy, tương tự như vậy thì các nhiệm vụ dưới này thì nó cũng tương tự nhau nên là anh em có thể tự làm nhé. Ok, và như vậy là mình đã hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy status của chúng ta đang ở trong cái chế độ là pending nhé. Đấy, sau khi bạn hoàn thành xong thì các bạn sẽ thấy là cái status của chúng ta đang ở trong cái chế độ pending, tức là đang đợi duyệt. Thì bây giờ chúng ta sẽ đợi và sau khoảng 10 phút nếu các bạn quay lại chúng ta thấy hiện lên cái dấu tích như thế này là ok, chúng ta đã xác minh hoàn thành các cái nhiệm vụ thành công. Còn nếu nó không hiện dấu tích mà nó hiện cái dấu reject này từ chối thì các bạn có thể làm lại. Hình như nếu mà nó hiện cái phần reject thì nó không cho anh em làm lại nữa thì phải, nên là chúng ta phải làm đúng từ cái bước ban đầu luôn. Thì cái đó thì nếu mà bạn nào bị thì chúng ta có thể vào các bạn test lại xem sao. Rồi, và cuối cùng ấy thì các bạn sẽ có thể có một cái cách để chúng ta kiếm thêm điểm nữa, đó là các bạn sẽ quay lại ở cái phần bounty reps. Đấy thì các bạn sẽ có một cái đường link. Thì bây giờ chúng ta sẽ copy đường link này, chúng ta chia sẻ cho bạn bè của chúng ta tham gia để các bạn có thể nhận được thêm points. Ok. Và video hướng dẫn của mình tới đây là kết thúc. Nếu anh em thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.